Kamen Rider Revive trailer tập 49, cả gia đình Igarashi đã nhận ra mình đã không còn người anh cả, hay là người con trai lớn của gia đình Ikki, họ đã mất đi anh. Anh đã không còn sống tại đây do tất cả ký ức của anh đã mất hết. Vẻ mặt đau buồn của Ikki, anh chẳng nhớ gì ngoài một người nhất kẻ ký khi ước với anh, Vai. Họ đã tổ chức cũng như sống chung nhà với nhau. Vai và Ikki đã có một cuộc sống riêng tại một căn hộ mới. Tại sao họ tách ra riêng như thế này? Đó là quyết định của cả gia đình Igarashi, hay là do Vai đã sắp đặt tất cả để dẫn tới một hồi kết, nơi mà ác ma cuối cùng là anh sẽ không còn nữa và trả lại tất cả mọi thứ cũng như khế ước dành cho Ikki. Họ sống hạnh phúc với nhau từ việc mua tất cả mọi thứ trong siêu thị, sống tại nhà cũng như ngủ chung với nhau, cuộc sống với ác ma của bản thân mình cũng chính là người duy nhất mà hiện tại Ikki còn nhớ tới. Nhưng tất cả mọi thứ không thể nào đơn giản như vậy. Vai đã trở mặt và tấn công tất cả mọi người với những vệt máu ở trên người của anh ấy. Vô cùng hoảng hốt lúc này là Ikki, với sự bất ngờ cũng như vô cùng khó hiểu và đau thương trước sự hành động này của Vai. Những hình ảnh trong đoạn trailer này cho chúng ta thấy cuộc sống hàng ngày của Vai, tình trạng gia đình Igarashi, cũng như một phần đó chính là kế hoạch của Vai. Có thể là Vai đang muốn làm Ikki phải đánh bại mình để giải thoát phong ấn, cũng như thoát khỏi tình trạng mất đi trước. Do Vai mình nghĩ chắc sẽ không phải là người xấu, vì chúng ta đã có quá trình phát triển cả hai người rất tốt rồi, không nhất thiết phải làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Vai đơn giản chỉ mong muốn Ikki đánh bại mình, có thể giải thoát hơn khỏi khế ước và nhớ lại tất cả mọi thứ. Những hình ảnh được leak ra trong đoạn trailer, ngoài những hình ảnh của khung cảnh Vai và Ikki vui đùa bên nhau trong những giây phút hạnh phúc nhất của họ, còn có hình ảnh của Jure cùng với Hiromi, họ đang ở trong nhà tắm hơi. Trong quá trình lần đầu tiên họ gặp nhau, cả hai xảy ra mâu thuẫn khá lớn, và đây đã gần cuối phim, mối quan hệ của họ đã được kết thúc đầy viên mãn. Điều đây có phải là cặp trai trai thứ hai của Kaoru Revive không? Sau cặp Tamaki cùng với Hikaru, chờ xem nào. Và nơi mà họ soạn chống hạnh phúc, liệu có phải là nhà thuê của gia đình Igarashi, hay đây chỉ là buổi tắm hơi để hai người trò chuyện cũng như thấu hiểu lẫn nhau mà thôi? Và nụ cười của Jure thật sự đầy tự nhiên, chứ không phải chỉ là nụ cười khi hoàn thành những mẫu thí nghiệm đầy tự hào của anh nữa. Trong những hình ảnh khác được leak ra, chúng ta thấy nhóm của Jure, Ikki cũng như Hiromi đang tìm kiếm cũng như phát hiện một vấn đề gì đó, và họ tình cờ thấy một người bị thương tại nhà tắm hơi, đó là Tamaki. Tất cả mọi chuyện này đều dẫn tới một kết cục, và người họ điều tra ra lại không ai khác ngoài ác ma cuối cùng còn tồn tại, Vai, và người đầu tiên tới đây để ngăn cản Vai, bố của Ikki, Kamen Rider Deathstream. Vì dù sao Vai đã tấn công người tại nhà tắm hơi là Tamaki, nên bắt buộc Kenta phải tham chiến. Và liệu Deathstream lần này có đánh bại được Vai? Mình nghĩ Deathstream thì đánh bại được Vai, nhưng với hình dạng Ultimate Vai thì gần như là bỏ tay. Bắt buộc phải Ikki tìm ra Vai và giải quyết trận chiến với anh. Đây có thể đơn thuần chỉ là kế hoạch của Vai để Ikki đánh bại hoàn toàn mình và có lại trước khi tiêu diệt ác ma. Vì tới bây giờ chúng ta vẫn chưa biết thật sự định Igarashi sau khi họ tiêu diệt ác ma như thế nào. Kagero thì thực chất vẫn sống trong người của Daiji. Vậy liệu Vai thật sự có muốn giống như Vel bị đánh bại hoàn toàn và trở về trong người của Ikki, khi đó khế ước họ sẽ không còn nữa và anh sẽ được giải thoát khỏi lời nguyền của mình? Đây là tập gần cuối cùng của Kaoru Revive, nên mâu thuẫn liệu có kết thúc ở đây hay nó sẽ còn kéo dài tập 50? Mình là Rider Kids, đó là những giả định của mình xoay quanh Kaoru Revive tập 49. Thanks for watching, bye.